Dạ. Má đi đâu vậy má? Má muốn lấy cái gì? Để con lấy cho má. Hình hả? Hình cũ xì, má la hoài, nó cũng cũ à má ơi. Thôi má à, má nằm nghỉ đi má. Có bình dưỡng khí nè, má hít đi cho khỏe. Dạ, con có lại đàn hãng á, thì nghe hãng nói chỉ có việc gì cần gấp lắm, cho nên chị mới theo bà chủ hãng ra ngoài Nha Trang. Chị khỏi tốn hao tiền bạc, chỉ phí điều của bà chủ lo, từ tiền ăn, tiền lặt vặt lẫn tiền phòng. Tiền lương còn được lành gấp đôi, đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chị mới vội vàng ra đi. Thôi má còn đau, má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ máy sẵn thiếu chi, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì, hoặc là bà chủ bà mua cho. Dạ, con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng lắm á. Dạ, tiền con dành gụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi và tiền vốn bán bánh mì đó má. Má, con biết rằng nói với má thì má sẽ ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Nhưng mà nếu không thi được niên khoa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành chán dở năm nay thì con còn đủ thời gian để học hỏi cả mấy chục năm sau. Chờ một mai mà má chết đi rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đuốc gọi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thuở còn sinh cho tới lúc bạc đầu. Từ thở má con mình còn ở làng Thắng Ngại, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi bán chuối chưng. Nhiều bữa trời mưa bán ngang thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách mà suối lệ tuôn trào. Con nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh
con mang đôi giày ba ta trắng, má mang đôi gốc cùng lội bộ dắt con đi như ánh trăng khuya tiếng gà gáy sang, mẹ hiền dung dân dần ầu ơ dí dầu cầu giang đông đinh cầu tre lắc lẹo gặp gần khó đi khó đi mẹ dắt con đi con thi trường học mẹ thi trường đời ngày má với con đứng chờ kết quả vừa nghe ba tiếng lê long hồ má reo lên con tôi thi đậu rồi chạy lại ôm con mà hung mà khóc sự mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào môi run run má bảo nếu có ba con á thì con sẽ được nhiều phần thưởng mà má cũng được ba con khen tặng là đã khéo dạy con đến đổi đạt trong lúc thiếu hụt trăm bề về nhà má lại khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể nhưng mà chị hai của con chị đã sao cũng tức chị quá má à con ghét chị rồi đó